Và đây là nguyên liệu để chúng tôi thử chiếc máy này, gồm có thóc, gạo, cám, rau muống thái nhỏ và bắp. Chúng ta sẽ trộn đều nguyên liệu lên và độ ẩm của nó là từ 20 đến 25%. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chiếc máy ép cắm pin inox Takeo TK150 và đây là sản phẩm của chiếc máy này. Một điều lưu ý với chiếc máy này thì trước khi sử dụng ta sẽ cho vào một ít rau hoặc ít cám để cho mặt sàn với rulo cạy nhau ít hơn, và cuối cùng sau khi ép xong rồi thì chúng ta cho thêm một ít rau để cho đẩy hết tất cả các cám ra ngoài, và khi lần sau sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng được ngay, không cần phải vệ sinh mặt sàn. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.